Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Laravel Framework phiên bản 5.0 tại Trung tâm Đào tạo Tự động Khoa Phạm. Tiếp tục bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn đổi danh sách get ra ngoài list của nó. Thế là hay rõ ràng chúng ta có sẵn cái list như thế này rồi. Bây giờ việc đơn giản chúng ta cần đổi liền ra đây mà thôi. Được không bạn? Thì công việc này khá đơn giản, đúng không nào? Thì bây giờ để chúng ta đổi liệu ra thì làm như sau. Tôi vào lại chúng ta phần app nha bạn, phần HTTP controller, và tôi vào lại là get controller.php của mình. Mở này ra được nha. Rồi ở đây thì tôi tiến hành là trong phần get list này anh đổi liệu nha bạn. Tôi đổi như sau, tôi sẽ viết như thế này. Thì cho nhanh thì tôi có thể copy phần này hoặc viết lại nha. Tôi biến data bằng get 2.select và tôi cần lấy ra thứ nhất là id, thứ hai là name, và thứ ba là chúng ta có một cái phần nữa là background get và như vậy bây giờ đi đấy. Và tôi tiến hành là lấy theo những cái mới nhất ra thì tôi làm như sau, tôi order by nó của cột id theo cái kiểu là desc giảm dần, và tôi get được như vậy, get đấy rất là dễ, tôi get rồi. Bây giờ tôi chạy thử bạn xem nha. Rồi ở đây thì tôi có thể là show array luôn cũng được, không sao hết, show array luôn để dàn chạy mạng của chúng ta được bạn. Còn nếu bạn không có show array thì để theo cái dạng object nha. Rồi bây giờ tiếp tục nè, tôi mở cái trang của chúng ta ra open, tôi mở ra là cái trang là project, tôi mở resources và view, tôi vào là admin get và list.lex.bb được chưa nào. Bây giờ đổi như bạn, đây là phần chúng ta cần đổi nè bạn, được nha, phần cần đổi nằm đây đấy. Và tôi tiến hành là tạm thời tôi sẽ bôi phần này, tôi bôi phần này nha bạn. Rồi nhìn giùm tôi đây, tôi đổ thì tôi sẽ dùng cái một cái for x để duyệt mảng, tại vì chắc chắn là mảng mà đúng nào, for x để duyệt mảng chúng ta thì for x thì phải có n for x ở đây, bề số một cái nữa là n for x đấy là dễ đúng không nào. Thì trong n for x này thì tôi sẽ có như sau, tôi có cái là tôi truyền với các bạn và comeback là data. Thì lúc này chúng ta vào đây làm như sau, tôi lấy cái data ra và tôi s với là item để chưa nào. Tôi đổ thử bạn xem phần này trước là tin tức, tôi mở ra đấy, tôi là item của phần tử tên là nem như vậy. Bây giờ về thử trước bạn xem một cái nha, đấy được chưa nào, rất là đơn giản như phần này. Rồi tiếp tục nha, tiếp tục tới phần là get query pattern thì đơn giản cực kỳ, bạn cần copy phần này xuống dưới là xong. Đơn bạn chờ thử bạn xem nha, đấy. Nhưng mà rõ ràng đâu thể hiện cái name này được mà gọi là gì bạn? Get pattern này đi. Rồi này đi. Rồi, tôi được phép lại trang chúng ta. Đấy. Và chúng ta có một cột nữa là cái cột gì nào? Chúng ta không có cái cột là status thì tôi sẽ bôi cái status này đi. Trong bài này chúng ta không có status nha, tôi bôi phần status này đi. Bỏ đi. Rồi. Rồi phép trang lại chúng ta lại. Đấy, chúng ta chỉ như đây thôi, hai cột name và category parent. Mình để hiện gì thì bạn đã quan hiểu là 8 là gì, 1 là gì, 0 là gì đó đúng không bạn? Thì tôi sẽ tiến hành là chúng ta lấy dữ liệu từ những giá trị này ra. Thì làm sao dữ liệu ra đây? Làm sao đây bạn? Thì đương nhiên chúng ta phải cần phải query theo truy vấn để lấy dữ liệu ra. Thì lúc này chúng ta không biết như thế này nữa mà biết như sau. Nhìn tôi biết nha. Nhìn này. Tôi mở cặp BSB ra. Tôi enter xuống dưới. Tôi enter một cái nữa. Enter. Đấy. Bây giờ biết như thế này. Tôi sẽ tạo ra một cái biến background. Bang. À DB đi chẳng hạn. Table bản kết chúng ta. Và tôi sẽ que với lại cái là gì nào bạn? Que với cái là ID. Được không nào? Đó rất là dễ. Thì tôi chỉ cần đơn giản là truyền vào cái item ID của mình là xong. Đấy, phần này tôi học rồi. Đúng nào? Phần query builder mình đã học rồi. Rồi bây giờ tôi tiến hành là đổ ra
First đỡ mặt lấy cái đầu tiên của mình. Đấy, đổ ra nha bạn. Đổ ra thì tôi dùng lệnh echo luôn cũng được, chúng ta không cần dùng ngoặc nhỏ gì hết, echo luôn cũng được nha. Là đô la Baron. Tôi chọn đến này nè, đến nè. Tôi chỉ thử. À, nó báo lỗi chúng ta là chúng ta không tồn tại cái kép. Rồi, tôi xíu chữ S ở đây. Chạy lại. Đấy. Hình như nó không đúng thì lắm. Chúng ta phải chuyện gì mày? Ở đây là phải là cái Baron ID. Đấy đúng. Nó ghi là chúng ta là try nên abstract. Rồi ok, kiểm tra lại nha. Rồi, mày thấy rõ ràng nó chỉ không bỏ chỉ bị lỗi, tại vì nhiều khi cái bên này nó không có. Đúng mà, nhiều khi nó không có thì báo lỗi chúng ta. Vậy chúng ta phải kiểm tra được không nào? Kiểm tra như sau. Chúng ta sẽ viết như thế này. À, đây tôi tạm thời tôi đóng lại nha bạn. Enter xuống. Viết nha bạn, kiểm tra cho nó. If được nha. Item dollar item tôi chọn đến parent ID bằng bằng không thì tôi sẽ hiện ra cái chữ là chẳng hạn như là nên chẳng hạn như vậy nên đấy nên và L if L nhá L L và NS đi luôn. Thì tôi làm như gì đây? Phần L này thì tôi đơn giản copy from UI là xong rồi. Đấy, thì bạn phải kiểm tra chặt chẽ hơn phần này nha. Tôi tắt cuộc hóa đi cho nó nhìn dòng nhìn đẹp hơn. Đấy, tôi kiểm tra lại xem lần nữa và nó vẫn báo lỗi chúng ta ở dòng số 20. À, dòng số 20 chúng ta bị lỗi gì nào? Item name ở đây check it to get object none object. Rồi kiểm tra lại nào. Rồi ở đây 20 à, ở đây chúng ta không phải là chỗ đến mà là cái phần tử trong mạng nha bạn. Đấy rồi bị phải là cho chúng ta nào, được chưa bạn? Đó thấy rõ ràng bây giờ nó đúng rồi, được nha, rất là dễ cho phần này. Và chúng ta vừa tiến hành là xong cái phần mà hiển thị danh sách ra, thì tôi còn lại delete và edit ở đây. Thì cô tôi cũng tiến hành là cho nó cái đường dẫn đến cái những cái thành phần delete và edit của mình. Thì phần này không gì phức tạp hết, chúng ta chỉ cần đơn giản cho nó một cái URL vào là xong. Đấy, rồi tôi cho nó URL nha. URL của ai đây thì URL của rào, được không bạn? Yeah, của rào. Thì tôi sẽ đơn giản nó truyền vào cái rào có tên là tên định danh đó nha, là admin chẳng hạn, tôi tạo sẵn luôn là admin chấm get chẳng hạn, tôi chấm get delete đi. Rồi rõ ràng như chưa có cái này, chưa có video sau tôi tạo này sau, tạm thời tôi tạo trước đơn giản cho bạn xem nha. Và tôi sẽ có thêm một cái là cái biến truyền vào, chẳng hạn tôi truyền vào một cái là id, được không bạn? Thì đơn giản đây là bạn truyền tôi là item id là xong nha. Đấy, có bình ở trong dưới đây. Phần này thì lâu sau mình sẽ làm nhé. Tôi tạo trước đây thôi. Và tôi sẽ sửa đây là get edit như bạn, get edit đây. Và tôi kiểm tra lại thử xem đường dẫn chúng ta. À, nó báo lỗi là not defined. Thì tao tạo luôn ở đây. Tạo luôn nha bạn, hai cái này. Bây giờ tôi tạo hai cái rào này đưa cho mình. Copy, tôi đã mở ra cái file rào của chúng ta. Rồi check Laravel http route PHP. Copy phần này xuống một cái nữa, hoặc copy này đi. Copy thêm cái nữa. Hai cái, ba cái. Tôi sẽ có là delete, sẽ có là edit. Edit. Delete thì chắc chắn là get delete là đúng nào. Và tôi cũng sẽ đây là get delete. Đấy. Edit thì tôi cũng phải có là get edit. Vì edit sẽ chấm mình có form rồi nên chúng ta phải lập công thức boss, đúng không bạn? Boss cho cái form chúng ta. Boss edit. Nha. Đấy. Rồi tôi sẽ đây là
get edit và post edit luôn. Thì tương ứng với những cái action này thì tạo ra những cái hàm tương ứng như vậy. Tạo sẵn bạn luôn nha. Public function. Ở đây tôi copy phần này qua. Tiếp tục nào. Public function. Và tôi cũng copy phần này qua cho bạn xem luôn nào. Đấy. Và cái còn lại nữa, public function. Và tôi copy phần luôn để cho chắc chắn chị đúng nha. Và tôi tiến hành là kiểm tra cho chúng ta refresh ở đây. Và chúng ta được những cái dữ liệu này. Khi bạn lê chuột vào thấy là rõ ràng nó có một cái gì đó nằm ở đây. Delete số 10. Tại vì chúng ta có truyền tham số vào nên lúc này chúng ta phải thêm một cái tham số đằng sau nữa cái row chúng ta. Ở đây bạn, row này chứa thêm tham số nữa thì bạn ví dụ là bạn có thể truyền vào một cái là chẳng hạn như là ID gì đó, độ mặt ID gì đó ha. Kiểm tra lại nào. Đấy, ID gì đó đây. Hoặc là get ID cũng như vậy, copy phần này xuống trong những cái tương tự phía dưới nha. Post add đây và tôi kiểm tra lại lần nữa. Đó thì bạn bây giờ bạn biết mình đang xóa nào, sửa nào, nhìn lên tôi nha. Như này này. Đó, được chưa nào, rất là dễ. Và những phần này tôi sẽ tiến hành hướng dẫn bạn trong các video clip sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.